Em chờ cô. Cô ơi, cô uống nước đi. Chết em cũng nhắm mắt đi. Cô nghe tiếng gió ở trong lòng em không? Cô ơi, em tắm. Tay cô đẹp thế. Rồi. Không ai hết. Cô ơi, em không ngại việc đi học. Em chỉ cần có lý do thôi. Ui giời ơi. Ông chỉ được cái phép. Các cậu rảnh quá nhờ. Nếu mà rảnh quá thì đi cọ toilet đi. Đừng có chỉ biết hít vào khí oxy, thở ra khí CO2. Phí phạm cả tài nguyên môi trường. Còn cả cô nữa. Cái tiêu đề giáo án cũng biết sai chính tả. Thế thì đừng hòng ở lại cái trường này. May có em nhắc cô mới để ý. Mà em có phải Phong không? Nổi nhất trường mình có khác. Cảm ơn em nhé. Cô ơi. Ê, nhà mày có bán bùa yêu không đấy mà được hết nhỉ? Kiệt ạ, tôi khuyên cậu bớt thời gian tán gái đi, nên quan tâm đến những vấn đề xã hội thì tốt hơn đấy. Này ông, hả? Biết gì không? Phòng đấy à, cực kỳ thân với cô Hà luôn. Ôi. Này, nó còn định cho các ông gặp cô Hà để hân càng thêm hân đấy. Ê, thế nhưng mà ấy, bỏ cái tay ra. Tôi nghe nói là Phong không được mời tham gia cái hội gì gì ấy nhở. Thế nên chắc khó thân. Nào ơi, mời chứ, mời. Mời. Đấy, phải thế. Mời. Bong gân nặng à? Tôi bị dập sụn từ trận đấu năm ngoái. Vết thương đã lành nhưng mỗi lần tôi hoạt động quá mạnh nó lại bị sưng lên như hôm nay. Chỉ chơi ở đội hạng C cũng đã bị thương nhiều rồi. Tôi có thể hiểu được chuyện đó khi ở đội hạng A, nơi người ta mang tương lai. Chị à, làm cung nước cho mát, trời nóng nực. Anh không chơi bóng đá phải không? Phải. Tôi yêu bóng đá hơn bất cứ thứ gì khác. Tôi thích bóng đá còn hơn là thằng. Ngày mai, sau khi mà tan học, chị có thể gặp gỡ mấy đứa bạn em được không? Với quyết tâm như thế, cậu phải ở đội hạng A mới phải. Tiếp tục quyết tâm và tài năng không giống nhau. Tất nhiên là tôi đã nói với cảnh sát. Không. Tôi biết về Claudio và Mauro. Không. Em đã thấy giáo viên thực tập nào mà đi đúng đẩn với mấy đứa học sinh chưa? Ừ. Tôi muốn hỏi vài điều về quá khứ là chị, của Claudio. Chính chị là người ép em phải hành động. Tôi không biết chuyện gì đã xảy ra với bố. Em mới đào mộ được cái clip này phải nói là hay đáo để. Cậu có bức ảnh cho chị nào xem này. Không? Người bố đã chết. Áo khoác của cậu bị rách. Cảnh sát lấy tất cả mọi thứ ra khỏi ngăn tủ của tôi và Claudio.